Các bạn thân mến, anh em chúng tôi vừa ăn cơm trưa xong các bạn ạ. Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình đây. Anh em sẽ thu lại đồ đạc và ba lô, xong sau đó thì sẽ di chuyển. Bây giờ thì cũng đã là 2:30 chiều rồi. Xong bây giờ tiếp tục là đi tìm tổ mật ong và bắt cá suối ở trong rừng già này các bạn ạ. Xin giới thiệu tất cả các bạn, anh em chúng tôi đang đứng cạnh cây theo như tiếng Thái anh em tôi gọi là cây má tao nhé. Buổi chiều leo đồi núi hơi phê các bạn ạ. Cứ đi vài trăm mét lại ngồi nghỉ thôi. Leo đến đây thì anh em chúng tôi phải vứt lại hết hành lý tư trang các bạn ạ. Đặt ở đây thôi. Để ở đây xong chốc khi mà anh em chúng tôi đi xuống thì sẽ lấy và mang đi. Chứ vác hết đống này lên nặng lắm các bạn ạ. Nhìn thế thôi như nhiều đồ đấy. Cả mật ong, cả đồ đạc nữa anh em. Các bạn thân mến, hiện tại thì anh em chúng tôi đã đến được cái vị trí mà có tổ ong mật các bạn ạ. Anh em chúng tôi ngày hôm nay, buổi chiều ngày hôm nay thì đã phát hiện ra không chỉ là một tổ nhá, mà phát hiện hai tổ luôn các bạn ạ. Đây này, tôi sẽ khoe cho các bạn xem nhá. Trên cây này có một tổ. Cây này có một tổ nhá. Đó, tôi đã zoom lại đấy. Một tổ khá là to ở trên đó. Khi mà anh em chúng tôi ngồi đây chơi, khi mà anh em chúng tôi đang ngồi đây nghỉ ngơi, chơi, ngắm nghía một tí, thì thật là tình cờ, ngay trên đầu thôi, ngay trên đầu đoạn trên này lại có tiếp một tổ nữa. Tổ này cũng gọi là to ngang tương đối tổ bên cạnh. Quá là may mắn luôn. Một phát gặp hai tổ liền. Ôi trời, sướng. A Vũ thì đang làm bùi nhùi đấy các bạn. A Nghiệp thì đang ngồi bên kia nghỉ ngơi lấy sức tí trèo. Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ triển khai hái tổ ong mật các bạn nhé. Ngày hôm nay thì trời rất là nắng, đợt nắng cao điểm của cái đợt 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này. Leo lên đây thực sự là quá mất nhiều sức. Đó, nhưng mà nhìn thấy tổ ong, nhìn thấy tiền kia rồi là vui lắm rồi. Các bạn thân mến, em Nghiệp hiện tại đang đu cái dây rừng kìa các bạn này. Đu dây rừng để leo lên tổ ong đấy các bạn. Chứ còn nếu mà trèo trực tiếp không trèo được đâu. Anh em chúng tôi toàn phải tìm cách nhờ những cái sợi dây rừng, xong sau đó leo những sợi dây rừng đó lên, hay là làm thang để leo lên cây. Khi mà gặp những cái cây to này thì sẽ phải làm thang các bạn. A Nghiệp đang hành trang cho bản thân, đó là đội cái mũ chống ong đốt các bạn. Chả biết đâu mà lần gặp mấy đàn mà nó hung dữ thì nó đốt cho thì không thể chạy được. Hôm trước thì anh em mới bị đốt một phát nữa. Lần này đi thì phải thêm cái mũ chống ong kia cho nó an toàn.
Ở trên phía trên kia thì A Nghiệp đang đốt lửa các bạn ạ. A Nghiệp của chúng ta đã bắt đầu đốt lửa. Để cho đàn ong nó thấy được khói thì nó sẽ bớt hung hăng đi. Gió đấy. Em ấy phải đốt lửa cách tổ ong khoảng độ tầm 4 mét. Tại vì cây này thì mỗi cái cành cành trạc của nó thì cách nhau cũng khá là xa. Cứ tầm mét 3, mét 4 một trạc. Mà từ cái chỗ em ngồi lên cái đến tổ ong nó có khoảng độ tầm 3 trạc thì sẽ phải đốt trước, chứ nếu mà lên đến gần quá thì đàn ong nó sẽ đốt đấy. Nguy hiểm lắm các bạn. Chỗ này tôi ngồi quay thì nói chung là nó cũng khá là dễ nhìn đấy. Đẹp nhất trong tất cả các hướng các bạn. Đó, em đã trèo tiếp cận tổ ong các bạn nhé. Đàn ong bây giờ thì bắt đầu bay loạn hết lên rồi. Và tổ mật ong thì đã lộ trước mắt chúng ta. Hình như bầu mật nó làm cả vào trong tổ hay sao mà. Đúng không? To thế nhỉ? Không biết là trong video các bạn có nhìn thấy rõ tổ mật ong không? Tại vì cái màn hình máy quay nó khá là bé. Đúng cái vị trí đó. Em ấy vừa cắt tổ xuống rồi. Để em ấy thu bầu mật. Bầu mật của chúng ta đang ở trên đó. Bây giờ thì chắc chắn là không nhìn gì nữa. Tại vì em vừa cắt tổ xuống rồi. Có gì lát nữa khi mà em mang xuống thì tôi sẽ quay cho tất cả các bạn xem thành quả của anh em chúng tôi. Đây là một tổ này. Còn trên này, trên ngọn này còn một tổ nữa này. Trên đây này. Tí nữa thì sau khi mà thu hoạch xong cây bên cạnh thì em sẽ leo sang cây bên này. Nói chung cái quá trình này quay trong các bạn xem trong video thì nó diễn ra khá là nhanh tại vì tôi cắt đi rất là nhiều đoạn. Tôi chỉ để những cái đoạn chính thôi, đoạn gay cấn này. Còn cái mà anh em làm việc thực tế này thì nó diễn ra rất là lâu. Từ khâu chuẩn bị cho tới khâu mà leo lên cây và leo xuống thì nó mất rất là nhiều thời gian. A Nghiệp thì đã mang mật ong xuống đi các bạn ạ. Sau khi lấy tổ mật ong xong thì anh em chúng tôi phải di chuyển cách xa chỗ tổ mật ong một đoạn để cho tổ ong nó bình tĩnh lại đã. Xong sau đó thì anh em chúng tôi mới trèo cây bên cạnh. Chứ bây giờ thì anh em chúng tôi chưa trèo vội đâu. Và một lát sau nữa thì anh em chúng tôi sẽ sau khi nghỉ ngơi xong thì sẽ ra thu hoạch lốt cái tổ còn lại các bạn nhé. Mật đẹp thế nhỉ? Nhỉ? Mật đẹp không? Có hơi vẫn còn hơi. Rồi. Tổ mật đầu tiên của chúng ta đã được thu hoạch xuống. Tổ này dự kiến khoảng độ tầm 10 cân các bạn nhé. Tổ còn lại cũng rất là to, nó phải ngang cái tổ này các bạn. Thì tổ đấy to mà. Nhỉ. Nhìn tổ đấy ở dưới nhìn to thế cơ mà. Kệ nó đi. Không sao đâu mà. Thủng tí nữa. Nó rỉ đấy, nó rỉ đấy. Kệ nó đi. Cái má là chung. Đẹp đấy. Xe bay mèn. Anh em chúng tôi nghỉ ngơi một lát, tí sẽ triển khai công việc nhanh các bạn. Bây giờ trời nó cũng gần tối rồi. Bội thu rồi. Sau những cái đợt mà gặp xui thì cái chuyến ngày hôm nay thì hên đã gọi tên anh em chúng tôi rồi. Mọi lần đi rất là xui. Nhưng mà lần này thì gặp 5 tổ. Nhưng mà trước mắt thì đã thu hoạch được 2 tổ. Còn một tổ thì chuẩn bị thu hoạch và hai tổ bé thì anh em chúng tôi đã bỏ qua. Ngày hôm nay thực sự là rất may mắn. Các bạn thân mến, bây giờ tiếp tục là chuyên mục thứ hai, tổ thứ hai. A Nghiệp thì bắt đầu leo lên cây đấy các bạn ạ. Chú khỉ của chúng ta bắt đầu leo cây để hái đào tiên.
Các bạn nhìn A Nghiệp leo cây có chất lượng không? Có uy tín không? Nguy hiểm lắm các bạn ạ. Nói thế thôi. Nghề này sơ suất một tí thôi là chẳng biết đâu mà lần đâu. Tổ mật ong thì nó ở bên cây này các bạn nhé. Nó trên ngọn này, nó ở bên cây này. Nhưng mà Nghiệp thì sẽ không leo cây đó, mà Nghiệp thì sẽ phải nhờ cây bên cạnh để leo lên. Tại vì cây kia nó to, cây này nó nhỏ, nó dễ trèo hơn, thì Nghiệp sẽ nhờ cây này để leo lên. Leo lên đến đoạn trên kia nó có đoạn trẽ ra, thì lại leo sang bên cây bên trái này. Bây giờ thì cũng đã là thời gian là gần chiều tối rồi. Bây giờ đã gần 5 giờ chiều rồi. Cái chất lượng quay hiện tại bây giờ tôi thấy trong màn hình đây thì nó cũng giảm rồi, chất lượng kém rồi. Thì các bạn xem video mà có cái gì mà không phải mắt thì mong các bạn thông cảm giúp anh em chúng tôi nhé. Tí còn đi băng qua cái đoạn kia nữa à. Tối nay không lấy xuống cây được đâu. Sao? 30 cân. Ôi trời. Là ông bốc phét đi. Bốc phét đâu? Hả? Anh nghĩ chắc khoảng độ tầm 18, 17 cân là nhiều à? Nguy hiểm quá các bạn ạ. Em Nghiệp thì đã tiếp cận gần tổ ong các bạn ạ. Nếu mà tính khoảng cách chiều dài từ tổ ong đến em ấy thì sẽ rơi khoảng độ tầm 3 đến 4 mét. Còn nếu mà tính từ cành cây theo đường đúng đường cành cây thì nó sẽ rơi khoảng độ tầm 6 mét các bạn. Nghề đây gọi là nghề trên ngọn cây nhỉ? Đúng không? Nghề ăn trộm. Nghề trên ngọn cây. Cái video này sẽ được đặt là nghề trên ngọn cây. Trong cái video này thì tôi cũng rất tiếc là phải xin lỗi các bạn nhé. Tại vì tôi không có cái video nào cận cảnh tổ ong được. Như mọi người thấy đấy, em Nghiệp em lên em đã phải vác rất là nhiều thứ, rất nhiều thứ đồ trên người luôn. Mà cái công việc chính đó là hái tổ mật ong xuống thôi. Còn nếu mà tôi đưa thêm máy quay cho em ấy đội hay là cầm lên thì nó lại thêm cái cồng cành vướng mắc cho em ấy. Vì vậy nên tôi nghĩ là thôi, để cho em ấy thoải mái với cái công việc của em ấy. Anh em ngồi vị trí này cũng đẹp nhỉ. Nghe Nghiệp nói là tổ này khá là nặng ký đấy các bạn ạ. Không biết là khi mà hái xuống thì thành quả sẽ ra sao, cái đấy thì chưa biết đâu. Còn khi mà tiếp cận gần thì anh em chỉ là dự đoán đấy các bạn ạ. Còn cứ phải đặt lên cân thì mới biết được trọng lượng như nào. To phết đấy các bạn. Nhìn to dài kia mà nhỉ. To dài. Cái máy của tôi hiện tại bây giờ không zoom thêm được các bạn nhé. Đây là tôi đã zoom hết cỡ rồi. Thì nói chung là nó chỉ sơ qua, nó không chi tiết được. Thì mong các bạn thông cảm giúp em chúng tôi. Ăn luôn hay ăn ký à? Năm bao mét ra? Hiện tại thì em Nghiệp đã thu hoạch xong rồi các bạn ạ. Tôi ở dưới thì nghe em Nghiệp nói là nhiều mật quá không cho được vào ba lô. Thì không biết là như nào các bạn ạ. Em Nghiệp thì ở trên cây nói là 20 cân. Nhưng mà anh em chúng tôi nghi ngờ đó là khi mà trên cây á, thì nó sẽ bị nặng hơn ở dưới các bạn. Theo như tôi nghĩ chắc là do em ấy sức nó mệt rồi. Thì đeo trên lưng nó cảm thấy nó nặng. Nhưng mà khi xuống dưới chắc tôi nghĩ khoảng độ tầm 17-18 cân. Như dự tính. Bây giờ thì em đang di chuyển xuống các bạn ạ. Nghiệp đã gần xuống tới nơi rồi các bạn ạ. Em rất là mệt. Trong lúc em mệt thì tôi thực sự là tôi không dám hỏi đâu các bạn. Tôi nhìn em tôi cũng sót lắm nhưng mà muốn hỏi đấy nhưng mà thôi, không có hỏi gì cả, trong lúc người ta đang mệt người ta không trả lời đâu. Đi luôn à? Ok. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ đi ra cái chỗ bãi tập kết để mật vừa nãy. Chúng ta sẽ bắt đầu nghiệm thu tổ mật thứ hai các bạn nhá. A Nghiệp thì là người hùng trong ngày hôm nay. Một túi này. Đây.
Túi thứ hai này các bạn này. Các bạn thấy không? Mật đẹp không? To chưa? Thùng à? Bọc 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 nhanh, bọc nhanh. Không sao đâu, cứ gộp vào là được. Anh em cho xin miếng đi. Nhỏ thôi bạn ơi, ngọt này không nóng lắm, không ăn được đâu. Chà chà, mời các bạn ăn mật cùng anh em chúng tôi nhá. Mỗi người làm tí đi, cho nó may mắn đi. Em ở trên cây ăn nổ thì liếm dao cũng đủ. Ôi trời. Ngọt quá các bạn ạ. Ui ngọt khé cổ luôn đấy. Được lấy hai đợt. Đây là tổng số hai tổ mật vừa xong, vừa anh em chúng tôi vừa lấy đấy các bạn. Tổ thứ hai đây, tổ thứ hai rất là to. Đây một túi này. Đây một túi cũng là tổ thứ hai này, nhưng túi này nhỏ hơn. Và túi kia đó là tổ mật thứ nhất. Quá là đã luôn các bạn ơi. Hôm nay bội thu rồi. Cái chuyến hành trình này thực sự là rất là ý nghĩa các bạn ạ. Nhưng mà leo lên đây thì cực kỳ mệt nhá. Leo lên đây rất là mệt các bạn ạ. Nhưng mà cứ thấy nói chung nhiều tổ ong là anh em chúng tôi sướng lắm. Vậy là anh em chúng tôi đã thu hoạch xong rồi. Gặp 5 tổ, thu hoạch được 3 tổ, bỏ lại 2 tổ nhỏ các bạn ạ. Đây chưa phải là thành quả đâu nhá các bạn nhá. Anh em chúng tôi để ở dưới kia nữa cơ. Để dưới kia để đi lên đây nó cho nó đỡ nặng thôi. Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ di chuyển xuống dưới các bạn ạ. Theo như anh em tính là hiện tại tất cả ba lô đã đầy mật rồi. Thì không biết là anh em chúng tôi có qua đêm ở trên rừng hay không. Theo như A Nghiệp, A Vũ, A Ngôn nói là có lẽ là anh em chúng tôi sẽ ngày hôm nay sẽ về bản các bạn ạ. Tại vì thành quả thì đã được khá là nhiều rồi. Nếu mà đi tiếp thì ngày mai chắc chắn là không có đồ, không có ba lô để đựng nữa. Tay xách thì không được. Có lẽ là anh em chúng tôi sẽ tạm đi về bản ngày hôm nay. Và ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình các bạn nhé. Nói chung ngày mai thì cuộc hành trình gì thì chưa rõ đâu. Nhưng mà chắc chắn là ngày mai phải có cuộc hành trình. Khi mà tôi lên bản thì nói chung cuộc hành trình luôn luôn phải diễn tiếp và đều đặn diễn ra thôi, không thể dừng được. Anh em thì cũng cố gắng trong cái thời gian mà khi mà tôi lên, anh em sẽ gọi là cường độ là không đến 1000% công lực, nhưng mà cũng phải 800% công lực đấy các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không? Đây là những chiến binh của chúng tôi. Anh em đeo mặt này nhiều như thế này. Đi tiếp thì bây giờ không có ba lô để đựng mật nữa các bạn ạ. Ngày hôm nay thì sơ sơ thôi mà anh em chúng tôi đã rất nhiều mật rồi. Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ xin phép đi xuống dưới các bạn. Còn nếu mà tí nữa chốt, khi mà xuống dưới anh em chốt như nào thì tôi sẽ quay và nói lại cho các bạn biết nhá. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ phải xuống cái khe suối để rửa ráy, tắm rửa một chút các bạn ạ, cho nó mát mẻ. Chứ ngày hôm nay thì đi rừng leo đồi này, leo núi rất là mệt, mồ hôi mồ kê cũng ướt hết người các bạn. Đi xuống giải trí thôi các bạn ơi. Ngày hôm nay vui lắm rồi. Thực sự ngày hôm nay rất là vui rồi. Lúc chiều thì anh em chúng tôi leo cái dốc này, nó dốc, ui dồi ôi, nó dốc thẳng đứng các bạn ạ. Leo nó mệt, lên đến nơi mà hết sức không thể nói được gì. Bây giờ đi xuống thì nó đỡ hơn rồi. Bây giờ đi xuống nó chỉ hơi trơn một chút thôi, nhưng mà nhẹ nhàng, dễ thở hơn. Bờ suối thì cách đây khoảng độ tầm 4 cây, 4 đến 5 cây nữa các bạn ạ. Đấy, ba anh em mỗi người một ba lô to đùng này các bạn. Anh em chúng tôi đang di chuyển xuống suối đây. Vừa xong thì anh em chúng tôi đến cái chỗ mà tập kết để mật ong ấy, và đã cho vào ba lô. Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ di chuyển xuống suối để rửa ráy các bạn nhé. Các bạn thân mến, thì bây giờ đã đến lúc mà anh em chúng tôi khoe thành quả ngày hôm nay các bạn ạ. Đi từ buổi sáng đến giờ đây, mỗi người một bịch, ông kia hai bịch liền. Các bạn thấy nhiều không? Đây là số thành quả ngày hôm nay của anh em chúng tôi nhá. Thực sự rất là vui. Anh em cứ bình tĩnh, cứ từ từ, chưa cần cầm vội, đang quay, chưa chụp. Đó. Cho xin phép mấy anh em cho tôi nói một tí nữa. Đây là mật ong rừng khoái anh em chúng tôi thu hoạch ngày hôm nay các bạn ạ.
Dự định thì anh em chúng tôi là sẽ ở trên rừng đến 2-3 hôm cơ. Nhưng mà buổi đi ngày hôm nay thì thực sự may mắn đến với anh em chúng tôi. Rất nhiều may mắn. Anh em chúng tôi gặp 5 tổ nhưng mà chỉ thu hái 3 tổ thôi, còn lại 2 tổ nhỏ thì anh em chúng tôi bỏ qua. Mà khi mà đi đến đây thì anh em chúng tôi lại gặp một tổ tiếp. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà hái tiếp thì chắc chắn là không mang được về các bạn ạ. Vì vậy anh em chúng tôi thôi bỏ qua. Và có thể một thời gian ngắn sau thì anh em sẽ quay lại và hái tiếp thôi các bạn nhá. Rồi bây giờ thì anh em bắt đầu chụp ảnh. Giờ là đến lúc anh em chúng tôi chụp ảnh đây các bạn ơi. Nào anh em nhìn nhá. Nào, một cái góc nhỏ này, một cái tiếp, đợi xíu. Một cái góc rộng hơn một chút này, một cái góc rộng, cực rộng này. Ok, có giơ được hai tay lên không? À, giơ lên đi. Giơ lên, anh em ơi, rồi, chuẩn luôn. Ok, rồi, lực sĩ đấy. Rồi, ok, được rồi, thế này là quá ok rồi. Cảm ơn anh em đã hết sức cố gắng. Bây giờ là đã là buổi chiều, anh em chúng tôi thực sự bây giờ rất là mệt các bạn ạ. Đến cuối ngày anh em không còn sức đâu. Tôi bây giờ phổng hết chân rồi. Hôm nay thì đi rất là may mắn mà đã mỗi người đầy một ba lô rồi các bạn nhé. Ba người, ba ba lô, rất nặng. Mỗi người ít nhất phải mười mấy 20 cân các bạn ạ, không ít đâu. Tôi thì chắc chắn là tôi không bê được rồi. Tôi thì chỉ mang mỗi cái ba lô máy của tôi mà tôi cảm thấy tôi không thể vác thêm cái gì thêm được nữa. Còn bây giờ, đây anh em chúng tôi vừa dừng lại cái chỗ khe này thôi. À, vụ đang nghiệp ngó lên cái cây trắng kia thì nó đã có thêm một tổ rồi. Nhưng mà bây giờ bắt tiếp thì chắc chắn là không thể mang về cách nào được nữa. Đeo thế này là quá đủ rồi. Chặng đường bây giờ anh em chúng tôi sẽ đi khoảng độ tầm 10 cây nữa thì mới ra được đến sông Đà các bạn ạ. Bây giờ thì anh em chúng tôi xin phép các bạn nhá. Xin chào tất cả các bạn. Hẹn các bạn ở tập video tiếp theo. Ngày mai mà khi anh em chúng tôi thức dậy thì cuộc hành trình sẽ diễn ra. Thôi anh em ơi, chúng ta về đi. Rất cảm ơn anh em ngày hôm nay đã rất cố gắng. Cô dì, chú bác, anh chị em ở trên kênh, nếu mà ai mà có nhu cầu sử dụng mật ong rừng, mật ong khoái, sông Đà nguyên chất thì mọi người có thể liên hệ với tôi theo số 0386 283 288 để ủng hộ mật ong của anh em chúng tôi nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào. Thank you.